Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2015, nhóm thực hiện chương trình kính chúc quý vị một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Còn bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, mời quý vị cùng theo dõi. Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân làm việc tại Vĩnh Long. Mục An toàn là bạn có phóng sự tránh vượt không an toàn, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên quốc lộ 53. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2015. Hôm qua 17 tháng 5, tại trung tâm hành chính của thành phố mang tên Bác, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu tại buổi lễ. Từ giữa năm 2011, Thành ủy thành phố đã triển khai đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng tình cảm sâu sắc và sự mong đợi của nhân dân. Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại trung tâm hành chính của thành phố, nơi có vị trí trang trọng và thuận lợi để nhân dân mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế chiêm ngưỡng. Tại buổi lễ khánh thành, các đại biểu đã xúc động ôn lại những tình cảm thương yêu vô bờ bến mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tích cực triển khai xây dựng và hoàn thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác và 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình tượng đài Bác một cách hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức khai mạc liên hoan tiếng hát làng sen toàn quốc với chủ đề Sáng mãi tên người. Liên hoan là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ hoạt động lễ hội làng sen toàn quốc năm 2015, chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 800 diễn viên đến từ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong nước đã tham dự liên hoan. Thông qua liên hoan, những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với nội dung ca ngợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đất nước, quê hương được trình diễn để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ cho người dân xứ Nghệ nói riêng mà còn cho cả du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm, liên hoan tiếng hát làng sen được tổ chức với một chủ đề khác nhau nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, lòng thành kính của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, qua đó tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước tiếp tục thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tại Paris, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết những thành tựu to lớn đạt được sau 40 năm đất nước thống nhất là những đóa hoa kính dâng lên Bác nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của người, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa của Việt Nam và thế giới. Ông Mark Mangi, nguyên tham tán công sứ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vào những năm 1975 cho biết nhiều người dân Pháp và cá nhân ông vô cùng ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân Pháp cũng yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tạo nền móng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp. Thưa quý vị và các bạn, tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh bài ca tự do sẽ được phát sóng vào đúng ngày sinh nhật của người vào lúc 20:10 ngày 19 tháng 5 trên kênh VTV1. Đây là chương trình lớn kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một chương trình lớn nhất. Bộ phim kể câu chuyện cuộc đời về sức lan tỏa của tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới thông qua một cách tiếp cận mới. Những ca khúc quốc tế được sáng tác dựa trên cảm hứng bất tận về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phim tài liệu Hồ Chí Minh bài ca tự do nêu bật tầm vóc ảnh hưởng của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Bộ phim được kết cấu theo trục thời gian đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc.
sẽ giúp khán giả tìm hiểu về quá trình tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành, phát triển và gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến dân tộc Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung. Nhiều thước phim tư liệu quý đã được tập hợp, tạo nên một bộ phim đặc biệt về một con người đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phim được phát sóng trong chương trình đặc biệt tháng 5 trên kênh VTV1 và cũng được phát ở nhiều khung giờ khác nhau ở các kênh sóng VTV2, VTV3, VTV4 và VTV6. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại huyện Tam Bình, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm giáo sư viện sĩ anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Theo Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long, lễ khánh thành khu lưu niệm giáo sư viện sĩ anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa dự kiến có đại biểu khách mời gồm lãnh đạo trung ương, các bộ ngành, đại diện gia đình giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trong nước, các ban ngành tỉnh và đông đảo nhân dân. Công trình khu lưu niệm giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa được khởi công ngày 24 tháng 11 năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 1.600 m² với tổng trị giá đầu tư trên 51 tỷ đồng. Các hạng mục chính của công trình gồm nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà thư viện, nhà lễ tân, hàng rào, hệ thống đèn trang trí, trưng bày mỹ thuật. Thông tin chi tiết về buổi lễ khánh thành chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 5. Vào ngày này năm trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công bố quyết định lấy ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày khoa học công nghệ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ 63 nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu với những công trình sáng tạo có giá trị, góp phần tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới, mang lại năng suất lao động mới, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất và đời sống. Buổi gặp mặt vừa khẳng định vị thế và đề cao vai trò của các nhà sáng chế, đồng thời tôn vinh trí tuệ và năng lực sáng tạo của quần chúng, khuyến khích và cổ vũ niềm đam mê lao động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện hóa yêu cầu cuộc sống nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan tạo mọi điều kiện hơn nữa cho việc nghiên cứu sáng tạo của người dân, tạo mọi chính sách cho nghiên cứu sáng tạo, sáng chế, ứng dụng vào đời sống. Mỗi sáng tạo phải được trân trọng, được phát huy. Là cái phong trào này, cái đức tính tốt đẹp này của nhân dân ta. Phải đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống và phát triển khoa học thành tiềm lực để sản phẩm của khoa học có thể cạnh tranh trên mọi thị trường. Là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vào chiều hôm qua 17 tháng 5. Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả sự nghiệp khoa học công nghệ mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Theo đó, để đáp ứng việc phát triển khoa học công nghệ thành ngành mũi nhọn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, đội ngũ nhân lực của ngành không ngừng được đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư. Thời gian qua, Sở đã phối hợp với một số sở ngành có liên quan, các viện, trường và các cơ sở nghiên cứu khoa học triển khai nhiều công trình, đề tài khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế, sản xuất, đặc biệt là cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhiều đề tài, dự án khoa học đã phát huy hiệu quả tích cực như nghiên cứu thành công phương pháp nung gốm đỏ bằng công nghệ nung liên hoàn, bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, phát triển các mô hình sản xuất theo xu hướng sạch và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có giải pháp kế hoạch hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng cơ sở xây xát gạo nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu giống rau màu chuẩn F1 cung cấp cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thương mại hóa bột xử lý nước của tỉnh phục vụ nhu cầu của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những kết quả mà Vĩnh Long đã đạt được, trong đó nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo tỉnh đã tạo mọi điều kiện để khoa học công nghệ đạt được nhiều tiến độ. Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết sẽ tạo mọi điều kiện về chủ trương để Vĩnh Long thực hiện được những kế hoạch trong thời gian tới. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cho biết trong 5 năm từ 2011 đến 2015, Sở được phân bổ 141 tỷ đồng phục vụ cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ.
Đây là nguồn phân bổ từ ngân sách tỉnh, trong đó năm 2015 được phân bổ trên 39 tỷ đồng. Nguồn ngân sách này phục vụ cho sự phát triển khoa học công nghệ như nghiên cứu đề tài khoa học hiện đại và khoa học hóa các ngành nghề nhằm phục vụ cho mục tiêu chung là đưa khoa học công nghệ thành ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, tỉnh có 77 đề tài nghiên cứu khoa học được duyệt và triển khai thực hiện, trong đó có 2 đề tài cấp bộ, 75 đề tài cấp tỉnh. Qua những kết quả đề tài nghiên cứu cũng như những hội thảo khoa học đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của khoa học công nghệ, đó là cơ sở để thực hiện mục tiêu đưa Vĩnh Long phát triển thành tỉnh trung bình khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xin được chuyển sang thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay cả nước có gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Sau khi tổng hợp các số liệu từ các sở giáo dục đào tạo gửi về, kết quả đăng ký dự thi cho thấy tỷ lệ thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia chỉ để xét chứng nhận tốt nghiệp gần 28%. Tỷ lệ các thí sinh lấy kết quả vừa để xét kết quả tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng chiếm tỷ lệ gần 60%. Còn lại là 12% là thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển vào đại học cao đẳng. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, mặc dù có 2 hình thức cụm thi khác nhau do các trường đại học chủ trì để xét tuyển vào đại học cao đẳng hay do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ để xét tuyển tốt nghiệp, nhưng đều được tổ chức trong khuôn khổ của một quy chế và cùng một quy trình kỹ thuật giống nhau. Tất cả đều phải bảo đảm khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh ở tất cả các cụm thi. Theo quy chế, năm nay, những thí sinh đã đăng ký dự thi lấy kết quả kỳ thi này để tuyển sinh đại học cao đẳng. Sau khi có kết quả thi, các em sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi. Trong đó, giấy số 1 được sử dụng để xét tuyển nguyện vọng 1, đợt 1. Với mỗi giấy như vậy, các em có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào cùng trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có phần mềm tuyển sinh hỗ trợ các trường để xét tuyển. Thưa quý vị và các bạn, là tuyến quốc lộ 9 nối liền giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, quốc lộ 53 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Bên cạnh nguyên nhân nhiều nơi đường còn hẹp, mặt đường còn xấu, thì nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn xuất phát từ việc tránh vượt không an toàn của người điều khiển phương tiện. Những hình ảnh này chúng tôi ghi được trên quốc lộ 53, đoạn qua địa phận huyện Vũng Liêm. Dù điều kiện tránh vượt không thật sự an toàn, nhưng không ít tài xế xe khách đã tranh thủ tăng ga, vượt qua phương tiện khác để đi nhanh hơn, mà bất chấp sự an toàn của người ngồi trên xe, cũng như sự an toàn của người đi đường như thế này. Tình trạng trên ngày càng phổ biến trên quốc lộ 53. Hành vi mà vượt để tranh giành hành khách, hoặc là dừng đột ngột để đón khách, thì nó là cái nguy cơ mà gây ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Cho nên về phía để khắc phục tình trạng này thì cái thứ nhất là đối với lái xe thì mình phải nêu cao cái nhất là cái tinh thần trách nhiệm, cái đạo đức của người lái xe. Rồi phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ như là không được chạy quá tốc độ, không giành đường vượt ẩu. Khi dừng đón khách thì phải là dừng đón tại những cái nơi mà cho phép. Rồi khi dừng đón thì cũng phải là mở tín hiệu để báo cho người và phương tiện tham gia giao thông khác biết. Để hạn chế tình trạng phóng nhanh, giành đường vượt ẩu trên quốc lộ, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tuần tra kiểm soát liên tục, đồng thời có nhiều phương thức tuần tra linh hoạt để buộc người điều khiển phương tiện phải chủ động tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông. Chạy nhanh quá nhiều khi mình xử lý tình huống không kịp á, nó sẽ ảnh hưởng gây ra tai nạn giao thông. Theo khuyến nghị em thì em chạy tốc độ do nhà nước quy định thôi, giống như chạy không vượt quá tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông thì cái thứ nhất là cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền, vận động để làm sao là lái xe thấy được những cái hành vi đó thì nó sẽ gây ra hậu quả, để từ đó mà có những cái chuyển biến về mặt nhận thức để mà tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Để mà khi lái xe vậy thì mình sẽ bảo đảm an toàn tính mạng cho mình cũng như là những hành khách trên xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh cho biết, phần lớn các vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 53 là do không tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông, trong đó chủ yếu là tránh vượt không đúng quy định. Mặc dù có đoạn trên quốc lộ này đường hẹp và xấu, nhưng nếu người lái xe biết điều chỉnh hành vi phù hợp, biết chấp hành tốt quy tắc tránh vượt an toàn, thì cũng sẽ phòng tránh được tai nạn khi đi trên quốc lộ này.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long sẽ được tiếp tục với chuyên mục Điểm báo. Mời quý vị cùng đến với trang báo Tuổi Trẻ những bài viết đáng chú ý sau đây. Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm vui chung của tất cả chúng ta. Tiền tỷ đầu tư học phổ thông, tăng quyền giám sát của dân với bộ máy nhà nước. Vẽ chân dung Việt Nam 20 năm tới, đổ xô trồng tiêu, phá vỡ quy hoạch. Trên trang 8 của báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay có bài viết của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bàn về vấn đề giám sát bộ máy nhà nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong bài viết của mình, cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu quan trọng đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững. Qua thời gian triển khai thực hiện cho đến nay, cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh. Phó Thủ tướng cho rằng hiện cần tăng cường hơn nữa quyền giám sát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước, vì chỉ có trao quyền giám sát cho dân mới có thể có sự nhìn nhận khách quan và có sự điều chỉnh kịp thời, hợp lý nhất. Liên tiếp nhiều vụ dân chặn đường xe quá tải gây tai nạn tại khu mỏ đá Tân Cang ở xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến hiện trường xử lý vụ việc, nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy. Đó là thông tin được đăng trên báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay. Theo thông tin từ bài báo, thì sau nhiều đợt kiểm tra, chứng chỉnh xe quá tải, quá khổ, sáng ngày 16 tháng 5 tại ngã ba Tân Cang, thành phố Biên Hòa, một xe ben lại gây tai nạn cho người phụ nữ khiến người dân tiếp tục bức xúc và ra đường ngăn chặn xe. Bà con sống quanh khu vực kêu ca là đã chịu hết nổi với các xe ở mỏ đá vì không chỉ nguy cơ gây tai nạn cứ thường trực mà ô nhiễm môi trường cũng là điều bức xúc không kém. Thời gian qua có nhiều đoàn đến kiểm tra nhưng sau kiểm tra là đâu lại vào đấy. Một cựu chiến binh đặt vấn đề, khi xe tải còn gây chết người, xe ở các mỏ đá còn chạy ầm ầm khiến người dân chưa yên tâm mà sinh sống thì chính quyền nên xem lại coi có cái gì ở đó mà không giải quyết tận gốc. Còn trên báo Thanh Niên số phát hành sáng nay có nhiều thông tin đáng chú ý sau đây, mời quý vị cùng tìm đọc. Biểu tượng cho niềm tin mãi mãi với Bác Hồ, chủ quyền quốc gia dứt khoát không thể nhân nhượng, giám đốc treo cổ vì tín dụng đen, lừa 21 phụ nữ ở miền Tây sang Trung Quốc bán, phù phép đường trắng thành đường cát vàng bằng axit. Với tiêu đề lừa kiểu Ponzi bằng hình thức siêu lãi, tác giả Thanh Xuân đã phản ánh một chiêu thức lừa gạt mới đang tồn tại hiện nay. Dưới hình thức huy động vốn nhàn rỗi đầu tư vào những dự án nước ngoài, một số công ty đang rao trả mức siêu lãi lên tới 10% một tháng. Theo các chuyên gia tài chính, đây là trò lừa đảo có tên gọi là Ponzi. Với chiêu lừa này, trước sau gì kẻ chủ mưu cũng chạy trốn cùng với số tiền của những người tham gia, và người dân cần cẩn thận với những hình thức này. Đó là nhắc nhở của chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh, thông tin chi tiết trên trang 6 và trang 7 của báo Thanh Niên số phát hành sáng nay. Một thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, đó là việc các trường đại học phớt lờ chuyện công khai số sinh viên có việc làm. Nhiều trường đại học phớt lờ yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo phải định kỳ công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo thực tế. Ở nhiều nước trên thế giới, bảng xếp hạng các trường đại học còn có tiêu chí tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng để trên cơ sở đó đánh giá chất lượng của trường và cũng là một trong những tiêu chí để sinh viên dự tuyển. Còn ở các trường đại học của Việt Nam, lý do họ đưa ra cho hành động phớt lờ này là thiếu thông tin về thị trường việc làm. Bài của tác giả Hà Ánh, mời quý vị tìm đọc. Trên trang 2 và trang 3 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Bác như đã trở về vẫy chào nhân dân thành phố, phản ảnh không khí nô nức và tấm lòng của nhân dân thành phố trong ngày khánh thành tượng đài Bác Hồ tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh là ước nguyện tha thiết của Đảng bộ và nhân dân thành phố, khẳng định tấm lòng son sắt thủy chung của đồng bào, đồng chí thành phố đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân thành phố mang tên Bác. Đây là nơi để chúng ta thể hiện lòng tôn kính Bác Hồ. Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Còn đối với nhân dân thành phố, như vỡ òa trong cảm xúc, nhưng người dân vẫn như thấy Bác đang trở về vẫy tay chào mọi người như một lời của bài hát Từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mong đón Bác trở về. Mời quý vị và các bạn đón đọc thông tin chi tiết trên trang 2 và trang 3 của báo. Nhà thầu trong nước tự ý lấy phương án thiết kế của đối tác nước ngoài để qua mặt chủ đầu tư bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Đó là nội dung chính phản ánh trong bài viết chôm thiết kế bệnh viện để đóng góp cho ngành y.
Hiện chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đang bối rối vì đã lỡ ký hợp đồng, thanh toán nhiều tỷ đồng rồi mới hay chủ của phương án thiết kế kiến trúc không cho phép sử dụng. Chủ ý tưởng thiết kế là một công ty của Hàn Quốc yêu cầu hủy ngay hợp đồng đã ký trước khi bàn tiếp. Điều này có nghĩa tiến độ của dự án Bệnh viện Đa khoa cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, với đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, sắp tới thì giá ô tô sẽ có thể tăng cả 100 triệu đồng một chiếc. Do đó, đừng mong ô tô có giá 100 triệu đồng là tiêu đề của bài viết trên báo Pháp Luật số ra sáng nay. Mới đây, một công ty Việt Nam đã được tập đoàn ô tô lớn nhất Ấn Độ Tata chọn làm đối tác phân phối, lắp ráp và chuyển giao công nghệ loại xe ô tô Tata Nano được xem là xe giá rẻ nhất thế giới. Theo thông tin ban đầu, nếu được nhập về bán ở Việt Nam, xe chỉ có giá 100 triệu đồng, còn lắp ráp tại Việt Nam sẽ có giá khoảng 200 triệu đồng. Người tiêu dùng Việt Nam đã sôi sục tìm kiếm thông tin về dòng xe này trong thời gian qua. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết nếu nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam sẽ khó có mức giá 100 triệu đồng một xe. Thưa quý vị và các bạn, trên báo Người Lao Động thông tin, trong cơn mưa chiều hôm qua, cả thành phố Hồ Chí Minh ngập chìm trong nước. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống vào khoảng gần 16 giờ chiều với lượng mưa rất lớn và trên diện rộng. Nhiều khu vực trũng thấp và có tuyến đường trong thành phố bị ngập sâu, ghi nhận tại các tuyến đường như Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, Âu Cơ, quận Tân Phú, Trần Não, quận 2, quốc lộ 13, đường Linh Đông, khu vực cư dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Nước ngập gần nửa mét khiến giao thông trở nên hỗn loạn, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Báo Cần Thơ số phát hành sáng nay có bài viết với tiêu đề Hậu cần xuất khẩu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mới đây, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công Thương phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post tổ chức hội thảo đồng hành cùng doanh nghiệp đơn giản hóa thủ tục, tăng hiệu quả trong hoạt động xuất nhập khẩu. Các ngành chức năng, các chuyên gia hậu cần xuất khẩu khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần quan tâm hơn đến lĩnh vực hậu cần xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động để tăng sức cạnh tranh. Bài của tác giả Anh Khoa đăng trên trang 8 của báo. Trên báo Cần Thơ sáng nay còn có bài viết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong ghi đo chỉ số công tơ điện từ xa. Nội dung bài báo cho biết Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Điện lực thành phố cùng các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra công tác lắp đặt thí điểm công tơ điện xoay chiều một pha kiểu điện tử công tơ Vinasino trên địa bàn thành phố. Qua đó đánh giá hoạt động của công tơ Vinasino được thí điểm trong thời gian qua. Đây là cơ sở để tiến đến lắp đặt công tơ Vinasino cho tất cả khách hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều. Ngoài ra, trên báo Cần Thơ số phát hành sáng nay còn có nhiều thông tin thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc. Quý vị khán giả thân mến, với một số thông tin được đăng tải trên các báo phát hành sáng nay cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin về tình hình dự báo thời tiết trước khi đến với chương trình 60 phút. Tiếp theo chương trình sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến ngày hôm nay thì áp thấp nóng vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu mà nhiều khả năng còn mở rộng phạm vi hoạt động về phía Nam. Theo đó thì nền nhiệt của miền Tây Nam Bộ được dự báo là sẽ duy trì ổn định. Riêng một số nơi ở miền Đông có thể tăng nhẹ, ban ngày thì nắng nóng nhiều nơi. Về đêm thì thời tiết oi bức, dùng mưa do dông nhiệt về chiều cũng giảm hẳn. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm hôm nay được dự báo như sau. Miền Đông Nam Bộ và ở tại Mỹ Tho, trong ngày có mây thay đổi, trưa nắng và nóng với mức nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Riêng ở tại Vũng Tàu, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Về đêm thì tiếp tục oi bức với mức nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 28 độ C. Cần Thơ và Rạch Giá, trưa nay nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức từ 34 đến 35 độ C. Chiều tối nhiều mây nhưng mà không mưa, nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động trong khoảng từ 27 cho tới 28 độ C, trời oi. Phú Quốc và Cà Mau được dự báo là có thời tiết hầu như ít thay đổi, nhìn chung là không mưa, nền nhiệt ngày và đêm các nơi khá ổn định và dao động trong khoảng là từ 27 đến 35 độ C. Phần cuối bản tin hôm nay là phần dự báo cho thành phố Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Ở những nơi này từ sáng đã có nắng và kéo dài đến xế chiều, trưa nóng với mức nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho tới 35 độ C. Chiều tối và đêm thì nhiều mây nhưng mà không mưa, ban đêm nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long sáng nay. Xin thân ái chào tạm biệt.